kính chào quý vị và các bạn Hôm nay do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt trên toàn thành phố Hải Phòng giảm mạnh so với ngày hôm qua. Trời mưa nên cảm giác khá lạnh do cơn rét đầu mùa. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, tại khu vực trung tâm thành phố và các vùng phụ cận, ban ngày trời nhiều mây, có thể có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời chuyển rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động từ 15 đến 22 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Riêng khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiệt độ cao hơn một chút, giao động ở mức từ 17 đến 22 độ. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh sóng biển cao từ 3 đến 5 mét toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn Các phương tiện lưu thông trên khu vực này cần chú ý để phòng gió mạnh Chuyển sang thông tin các khu vực khác trên cả nước. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trời rét, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 13 đến 26 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 12 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Trong mưa rông, đề phòng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực từ Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 16 đến 25 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ giao động từ 19 đến 30 độ, trong đó phía Bắc cao nhất là 25 độ, còn phía Nam cao nhất là 30 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi, ban ngày trời chuyển nắng, nhiệt độ vào khoảng 17 đến 30 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Về cơn bão số 6, hiện nay bão số 6 đang tiếp tục suy yếu nhanh về cường độ và đang trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 11 di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Dự báo khoảng đêm nay bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Bình Thừa Thiên Huế, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp Thông tin dự báo thời tiết 3 ngày tiếp theo tại thành phố Hải Phòng sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay. Thùy Linh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.